tìm hiểu về đai nè, hỗ trợ ngón tay cái. À, cái này là dành cho những người chơi thể thao và bị trật khớp ha. Dạ vâng. Cái này là trong thể thao mình hay bị chấn thương ngón tay cái, thì cái này nó đai nè, nó hỗ trợ cho mình chặt phần ngón tay cái, giúp giảm cái chấn thương ngón tay cái. Rồi cái cách lựa chọn này như thế nào? Dạ, cái này thì nó có hai size phù hợp cho tay trái và tay phải. Thì tay trái thì mình dùng cái đai này của bên tay trái, còn tay phải thì dùng tay phải. Vậy là cả nhà mình chỉ cần chọn tay trái hoặc tay phải thôi. Còn cái size của cổ tay thì nó là đều size như nhau. Dạ. Cái này thì nó rất là chắc chắn cho cái ngón tay cái. Dạ. Giúp cho mình chơi thể thao như chơi bóng chuyền này, chơi chụp môn này, nó dễ bị chật ngón tay cái, là giúp hỗ trợ mình chơi thể thao hoặc là điều trị về vấn đề đau ngón tay cái. Vấn đề cứng cái ngón tay cái chỗ này. Đây nó có một cái thanh nhẹp nữa, nó giữ phần ngón tay cái mình chắc chắn hơn. Nó có thanh nhẹp nẹp ở đây nhưng mà mình nhìn không có thấy luôn ha. Thì khi mình nghe có cảm giác nó cứng cứng chỗ này. Còn cái đầu chắc này thì do mình siết, mình muốn mạnh hoặc yếu là do mình siết lại ha. Phần cổ tay đã chắc chắn. Sau đó mình điều chỉnh nẹp ha. Ngoài ra nó còn hai cái miếng dán, nó giúp phần cho cái cổ ngón tay cái được cứng chắc hơn, cầm kéo mạnh ra sao. Mạnh yếu do mình. Nó có cảm giác là rút cái phần cổ tay này ra. Mạnh là ngón tay cái được cứng chắc chắc chắn hơn. Và nó rút thẳng ngón tay ra luôn. Đai nẹp rất là chắc chắn. Đây là cái nẹp bên tay phải. Các bạn thấy cái này nếu mà mình đi chơi thể thao ha, và cầm nắm hoặc là điều trị rất là hiệu quả. Đây là sản phẩm Bonbon sản xuất tại Nhật đúng không em? Dạ vâng. Nếu mà mình xài lâu dài thì thế nào? Nó có khó chịu không? Dạ không, cái này là sợi cát bon tổng hợp, nó rất là thoáng khí, phù hợp cho mình xài cả ngày đúng không theo? Cái này mình giặt vẫn được ha. Dạ vâng, mình vẫn giặt bằng tay và phơi trong mát rất bình thường. Giặt bằng tay và phơi trong mát. Dạ. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình nẹt ngón tay cái dành cho người chơi thể thao và điều trị ha. Cảm ơn kỹ thuật viên đã hỗ trợ. Cả nhà mình có thể xem thêm thông tin chi tiết ở bên dưới của website hoặc là gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để mình có thể cập nhật giá và thêm những cái sản phẩm khác nghe. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.